Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trận động đất 6,2 độ ở Cam Túc, Thanh Hải gây thương vong lớn vì cường độ địa chấn cao xảy ra tại nơi đông dân trong lúc nhiều người say ngủ Trận động đất với tâm trấn ở độ sâu 10 km xảy ra vào nửa đêm 18 tháng 12 tại tỉnh Cam Túc và Thanh Hải ở Tây Bắc, Trung Quốc, khiến ít nhất 131 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Chen Jiran, kỹ sư trưởng tại Viện Phòng chống thiên tai Tứ Xuyên, cho hay tâm trấn nông khiến trận động đất gây ra rung lắc mạnh, khiến các công trình dễ sụp đổ. Khu vực chịu ảnh hưởng cũng có dân cư đông đúc, với 10 làng nằm trong bán kính 5 km từ tâm trấn và 10 thị trấn trong bán kính 20 km. Các công trình ở một số đô thị lớn như Bắc Kinh có thể chống chịu động đất mạnh như vậy, nhưng hàng trăm nghìn ngôi nhà ở Cam Túc và Thanh Hải có kết cấu kém vững chắc hơn do được xây bằng gạch và bùn. Jan Wei, phó lãnh đạo lực lượng cứu hộ dân sự Blue Sky tại Cam Túc, cho biết 70-80% nhà cửa xung quanh tâm trấn bị sập, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy trên toàn tỉnh Cam Túc đây là trận động đất nghiêm trọng nhất Trung Quốc trong nhiều năm qua. Ông Chen cho biết thêm, trận động đất xảy ra khi nhiều người đang say ngủ và không kịp thoát ra ngoài trước khi nhà sập, làm tăng số thương vong. Các khu vực trong phạm vi 5 km từ tâm chấn nằm có độ cao trung bình gần 2.800 m. Nhiệt độ ngoài trời khi động đất xảy ra là rất thấp. Một nhân chứng cho hay, thời tiết khi đó rất lạnh, khoảng âm 12 độ C. Nhiều người tháo chạy ra khỏi các tòa nhà chỉ kịp mặc áo mỏng, cuốn chăn, thậm chí có người cởi trần. Nhiệt độ thấp khiến những người mắc kẹt khó sinh tồn và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Thời gian vàng 72 giờ để giải cứu những người sống sót sau động đất có thể bị rút ngắn do thời tiết khắc nghiệt. Bộ Tài chính và Bộ ứng phó tình huống khẩn cấp Trung Quốc hôm 19 tháng 12 phân bổ 200 triệu nhân dân tệ, 28 triệu đô la Mỹ cho các khu vực chịu ảnh hưởng từ trận động đất. Giới chức triển khai hơn 1.500 lính cứu hỏa, 1.500 cảnh sát và 1.000 binh sĩ tới khu vực động đất để hỗ trợ người dân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền địa phương cứu chữa, điều trị kịp thời những người bị thương trong trận động đất để giảm thiểu thương vong. Ông cũng chỉ thị cho giới chức theo dõi chặt chẽ tình hình và diễn biến thời tiết để đề phòng xảy ra thảm họa thứ cấp sau động đất. Theo thông tin mới nhất, đã có 119 người thiệt mạng, 782 người bị thương tại tỉnh Cam Túc. Tỉnh Thanh Hải ghi nhận 22 người thiệt mạng, 198 người bị thương, 12 người vẫn mất tích. Về thiệt hại vật chất, các báo cáo cho biết Cam Túc có 207.000 ngôi nhà bị hư hại, 15.000 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, khiến cuộc sống của khoảng 145.000 người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như vậy, đây là trận động đất gây thiệt hại về sinh mạng nhiều nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2014, thời điểm xảy ra trận động đất khiến hơn 600 người thiệt mạng tại tỉnh Vân Nam. Hiện tại, Trung Quốc đã di rời khoảng 87.000 cư dân bị ảnh hưởng bởi động đất đến các khu vực an toàn hơn. Trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra ở tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, Trung Quốc vào đêm 18 tháng 12 vừa qua đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của. Tại làng Kim Điền và làng Thảo Than ở thị trấn Trung Xuyên, tỉnh Thanh Hải đã hứng chịu một đợt cát dâng cao, một số lượng lớn ngôi nhà bị phù sa bao quanh và cuốn trôi. Một cán bộ của thị trấn Trung Xuyên cho biết bùn đã tràn vào khoảng 10 phút sau trận động đất. Chúng tôi không thể tưởng tượng được nhiều bùn như vậy đến từ đâu. Theo truyền thông địa phương, ngay sau trận động đất, lớp bùn dày có chiều cao 3 mét đã tràn vào làng và rất nhiều nhà cửa đã bị phá hủy. Ông Kỳ, một người dân trong làng kể lại khi xảy ra động đất, gia đình đang định sơ tán thì phát hiện bùn đất ở ngoài tràn vào phòng. Cạnh nhà có một con mương, nước bùn chảy ra từ khe hở xuống mương tràn vào nhà, chúng tôi phải chạy ngay lập tức. Do lớp bùn dày và dính nên lực lượng cứu hộ cho biết không thể đào bằng tay mà phải nhờ đến máy móc hạng nặng. Sau sự cố, ba máy xúc đã được điều động khẩn cấp vẫn đang chạy liên tục. Tính đến tối ngày 19 tháng 12, ngôi nhà của 36 hộ gia đình với 177 người dân ở làng Kim Điền đã bị phá hủy, 13 người vẫn mất tích. Cùng lúc đó, hàng nghìn ngôi nhà ở làng Đoàn Nghĩa, nơi chỉ cách huyện Tích Tam Thạch, tâm trấn của trận động đất khoảng 20 km đã bị phá hủy. Hiện người dân đã tạm thời thành lập một đội gồm 30 người đi từ nhà này sang nhà khác để tìm cứu người còn mắc kẹt, đào trong đống đổ nát bằng tay không với những hy vọng mỏng manh đến 0 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12, năm dân làng mất tích đã được tìm thấy nhưng đáng tiếc họ đều đã qua đời trong đống gạch vụn của nhà mình. Theo tờ tin tức Bắc Kinh ở làng Đoàn Nghĩa trong vòng chưa đầy một phút tất cả những ngôi nhà có thể nhìn thấy đều sụp đổ, nhiệt độ ở khu vực lúc đó kéo xuống tới âm 20 độ C. Ông Hàn bí thư thôn cho biết sau trận động đất từ xuyên năm 2008 hầu hết những ngôi nhà cũ trong làng đều bị phá bỏ và xây lại thành kết cấu gạch bê tông có khả năng chống động đất tương đối tốt. Những ngôi nhà bị sập lần này phần lớn là nhà do dân làng xây dựng vào thời điểm đó, nhưng vẫn không thể chống chọi lại được thảm kịch. Hơn 100 chiếc lều đã được dựng vào trưa ngày 19 để cho những người dân vừa mất sạch nhà cửa tạm thời đã túc. Nhiều đồ ăn, thức uống, đồ dùng y tế và các vật phẩm cần thiết khác cũng đang được tích cực gửi đến người dân ở những vùng nông thôn chịu nạn này. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, lực lượng cứu nạn đã nỗ lực đào bới đống đổ nát để tìm kiếm và điều trị những người bị thương. Hoạt động cứu nạn này đã diễn ra trong ngày thứ hai liên tiếp trong điều kiện thời tiết giá rét, nhiệt độ ban đêm giảm sâu xuống dưới 0 độ C. Theo giới chuyên gia, khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở nhiệt độ âm 10 độ C thì có nguy cơ tử vong do hạ thân nhiệt và có thể chỉ sống được từ 5 đến 10 giờ đồng hồ nếu không bị thương. Cùng với nỗ lực cứu nạn, lực lượng ứng phó khẩn cấp còn khẩn trương khôi phục và sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống cầu đường, mạng lưới cung cấp điện và nước. Trước mức độ thiệt hại về người và tài sản, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 19 tháng 12 cũng đã bày tỏ chia buồn sâu sắc đến người thân của các nạn nhân trong trận động đất. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Duzaric, cho biết Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc trong công tác khắc phục hậu quả. Ở tỉnh Cam Túc, những người dân không còn nơi trú ẩn sau trận động đất kinh hoàng nhất trong nhiều năm ở Trung Quốc phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác là cái rét cắt da cắt thịt. Gần tâm trấn ở Dahezia, một thị trấn hẻo lánh ở độ cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển, một phụ nữ trung niên Hồi giáo đội khăn trung đầu màu đen nói rằng đây là lần đầu tiên cô trải qua một trận động đất mạnh như vậy. Ở đây thường không có động đất, ngay cả những người lớn tuổi cũng cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự trước đây. Cô nói và cho biết thêm rằng mình vô cùng hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển và ôm um lấy hai đứa con chạy trốn trong màn đêm băng giá. Nhiều tòa nhà ở Dahezia đã hoàn toàn bị sập và một số nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn chủ yếu là người Hồi giáo này đã bị hư hỏng nặng. Tôi đã 70 tuổi và chưa bao giờ trải qua một trận động đất mạnh như vậy trong đời, cư dân Ma Wen Chang nói và chỉ vào những vết nứt sâu trên tường nhà mình tôi không thể sống trong ngôi nhà này nữa vì nó quá nguy hiểm. Người thân của tôi đã được di rời đi nơi khác. Khi tôi nhận ra trận động đất, tôi chạy ra sân nhà mình và mặt đất rung chuyển, ông bà Hoàng kể lại. Hàng nghìn nhân dân cứu hộ khẩn cấp đã được điều động hôm thứ Ba để tìm kiếm trong đống đổ nát và giúp đỡ những người sống sót. Nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng tôi là chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng vì nhiệt độ tối nay sẽ lên tới âm 17 độ C, một nữ tình nguyện viên nói. Hai ngày trước khi trận động đất 6,2 độ xảy ra ở Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, nhiều cư dân địa phương chụp được hình ảnh một đàn chim đen bay vòng tròn rất kỳ lạ. Theo truyền thông địa phương, đây là trận động đất nguy hiểm nhất xảy ra ở Trung Quốc trong gần một thập kỷ qua, kể từ trận động đất ở tỉnh Vân Nam khiến khoảng 600 người thiệt mạng vào năm 2014. Đáng nói, hai ngày trước khi xảy ra trận động đất ở Cam Túc, một số người dân chụp được cảnh tượng một đàn chim màu đen rất lớn bay lượn trên bầu trời địa phương những hình ảnh được chụp lúc chiều tối cho thấy trên đường phố xuất hiện đàn chim đen lớn một số con bay vòng tròn ở độ cao thấp còn lại đa số chim đen đậu kín đường dây điện đây là hiện tượng hiếm lạ rất ít khi xảy ra nên đã thu hút sự chú ý của mọi người ngay sau khi trận động đất tại Cam Túc xảy ra, những hình ảnh về đàn chim đen được lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu báo trước của thiên tai, bởi trong lịch sử đã có không ít bằng chứng về việc động vật cảm ứng được tai họa thiên nhiên sớm hơn con người và có hành vi kỳ lạ trong khoảng từ vài tuần đến vài giây trước khi động đất. Năm 1975, ở thành phố Hải Thành, Liêu Ninh, Trung Quốc cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Bất chấp nhiệt độ xuống cực thấp, mặt nước đóng băng, rất nhiều con rắn đua nhau trườn ra khỏi nơi ngủ đông trong những tuần trước khi động đất mạnh 7,2 độ Richter tấn công Hải Thành vào ngày 4 tháng 2 năm đó. Hành vi bất thường của loại bò sát này cùng với các sự cố khác đã thuyết phục nhà chức trách sơ tán người dân khỏi thành phố vài giờ trước khi thảm họa xảy ra. Các loài động vật cũng có hành vi kỳ lạ trước khi xảy ra động đất lịch sử 7,8 độ Richter vào ngày 28 tháng 7 năm 1976 ở thành phố công nghiệp Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Thảm họa này đã san bằng gần như toàn bộ thành phố, cướp đi sinh mạng của hơn 700.000 người. Trong vòng một vài tuần trước khi thảm họa này, cá tươi ở Đường Sơn được bán rất nhiều và rất rẻ. Người dân cho biết trước và sau ngày 20 tháng 7, họ nhìn thấy rất nhiều loại cá nổi lên, rất dễ bắt. Hoặc Thiện Hòa, một người dân sống ở thành phố này kể lại, vào ngày 25 tháng 7 năm 1976, ba ngày trước khi động đất xảy ra, anh nghe tiếng động lạ ở ao cá, chạy ra xem thì thấy cả đàn cá nhảy cao trên mặt nước, có con nhảy thẳng lên trời, xoay vòng như con quay. Cũng hôm đó, chưa ngồi hiệu, một thuyền viên thấy xung quanh thuyền có tiếng kêu rít, rồi một đàn chuồn chuồn màu xanh bay tới đậu đầy thuyền, người xua đuổi hay bắt cũng không hề nhúc nhích. Một ngày trước động đất, anh Trường Hữu và nhiều người khác ở thị trấn Bình Thôn, huyện Thiên An, Đường Sơn nhìn thấy chi miến mẹ ngậm lấy yến con bay đi. Nhiều người dân trong huyện cũng nhìn thấy chuồn chuồn và châu chấu bay thành từng đàn trải rộng hơn trăm mét. Cùng ngày, ông Vương Cái Sơn ở huyện Loan Nam, Đường Sơn nhìn thấy đàn chuột trong vườn chạy tán loạn một cách hốt hoảng. Nhiều chuột lớn mang theo chuột nhỏ chạy điên cuồng như thể đang tìm nơi trú ẩn. Tại một nhà kho hợp tác xã gần đường Sơn, có người chứng kiến hơn 300 con chuột chui ra khỏi hàng và cùng tụ họp. Nửa đêm ngày 27 tháng 7, vài giờ trước trận động đất kinh hoàng, ông Vương Tài ở ngoài ô thành phố Đường Sơn ngạc nhiên thấy bốn con vịt trước cổng nhà mình dướn cổ kêu và vỗ cánh phành phạch, đi theo ông nhằng nhãng, dùng mỏ kéo ống quần ông như muốn nói gì đó. Còn ông Trương Bảo Quý ở huyện Loan Nam không ngủ được vì mèo trong nhà kêu la thảm thiết, cho ăn thì không chịu ăn, cứ kêu và chạy tán loạn. Đêm đó, nhiều người nghe thấy tiếng chó sổ bất thường, ngựa rứt dây cương chạy cuồng ra quốc lộ. Và lúc 3 giờ 45 phút ngày 28 tháng 7 năm 1976, trận động đất được đánh giá là có sức hủy diệt tương đương 400 quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima đã xảy ra. Theo The Washington Post, những video được quay tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, trước trận động đất đã làm chết hơn 7.800 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syri vào sáng sớm ngày 6 tháng 2 năm 2023. Khi trời chưa sáng, rất nhiều con chim ùa hết ra khỏi tổ, bay tán loạn và kêu ẩm ĩ phía trên những ngôi nhà. Năm 2016, khoảng 15 phút trước khi xảy ra trận động đất 5,8 độ ở bang Oklahoma của Mỹ, người dân cũng chứng kiến cảnh hàng nghìn chú chim ao ra bay loạn xạ trên không trung như cảm nhận được điều khủng khiếp sắp xảy đến. Trung Quốc ngày 20 tháng 12 tuyên bố đã kết thúc tìm kiếm cứu nạn động đất chuyển sang tập trung cứu chữa cho những người sống sót sau một ngày trận động đất 6,2 độ xảy ra ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, chính quyền tỉnh Cam Túc trong cuộc họp báo tuyên bố, công tác cứu hộ trận động đất tại huyện Tích Thạch Sơn về cơ bản đã kết thúc, hiện công tác cứu trợ chuyển sang điều trị cho những người bị thương và ổn định cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng, trong một tuyên bố đưa ra sau đó, ban chỉ huy tiền phương cứu trợ động đất tỉnh Cam Túc cho biết thêm. Tính đến 0 giờ ngày 20 tháng 12, giai đoạn 1 của hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc và sẽ chuyển sang giai đoạn cứu trợ thiên tai. Cơ quan này cũng yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp tại hiện trường rút lui có trật tự. Trận động đất đã khiến hàng trăm người ở cả tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải thương vong. Hàng ngàn ngôi nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng. Hơn 87.000 người dân đã được sơ tán đến nơi tránh trú tạm thời. Khoảng 128.830 vật tư cứu trợ thiên tai khẩn cấp như lều, mền dường gấp, thảm chống ẩm, vân vân đã được cấp phát cho người dân. Trong khi đó, theo mạng lưới địa chấn Trung Quốc đã có tổng cộng 423 dư chấn được ghi nhận. Trong đó, có 10 trận từ 3 độ trở lên, dư chấn mạnh nhất có cường độ 4,1 độ cách nơi xảy ra động đất khoảng 14 km. Tại huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, tâm chấn của trận động đất người dân đã được sơ tán đến khu vực an toàn, nơi họ được sưởi ấm bằng những ngọn lửa nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra hơn 24 giờ trước. Triệu Quốc Bân, một người chăn cừu trở về nhà ở thị trấn cách tâm chấn chỉ khoảng 8 km vào đêm xảy ra thảm họa. Lúc đó anh còn chưa kịp nghỉ ngơi sau một ngày lao động mệt mỏi. Động đất, Triệu hét lên sau khi ngã khỏi giường trong cơn rung chuyển dữ dội, anh vội vàng đánh thức vợ con anh, người cha 82 tuổi cùng cháu trai 6 tuổi cả gia đình 6 người nhanh chóng lao từ tầng 17 xuống tầng 1. Tôi không có thời gian để lấy bất cứ thứ gì chỉ kịp quấn vội chiếc khăn chạy xuống lầu, Triệu kể lại khi họ xuống đến tầng 1, đã có rất nhiều người tập trung bên ngoài, lo sợ nguy hiểm tiềm ẩn ở những căn nhà cao tầng khi dư chấn còn tiếp tục, anh Triệu quyết định đưa gia đình về nhà người thân ở thôn Lân Cận. Tuy nhiên, đường đi tới thôn làng đã bị chặn, gia đình anh Triệu cùng vài người đốt lửa bên đường để sưởi ấm, vào sáng sớm họ được di tản đến một khu lều trại mà ở đó có khoảng 700 người. Ông Mã sống ở thành phố Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, cách tâm chấn 30 km cho biết khi trận động đất xảy ra, Lâm Hạ cảm nhận được dư chấn rất mạnh và các ngôi nhà rung chuyển dữ dội. Do sự việc bất ngờ xảy ra, nhiều người không kịp mặc quần áo chỉ quấn chăn bông chạy ra ngoài. Chúng tôi sống ở tầng 3, khi chúng tôi chạy ra ngoài thì trận động đất đã kết thúc. Tầng cao hơn, không ai kịp phản ứng. Ông Mã không biết chuyện gì xảy ra nếu tòa nhà không đủ chắc hoặc ở sát tầm chấn. Ông cho biết thêm, khi trận động đất xảy ra, nhiệt độ ở địa phương xuống tới âm 15 độ C, rất lạnh. Ông Mã nói, sau 1-2 giờ không dư chấn nữa, chúng tôi quyết định quay lại trong nhà vì quá mệt và lạnh và cho biết thêm những ngôi nhà bị sập chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn sát tâm chấn, trong đó có nhiều nhà đất cũ. Ông Trương Minh Hải bí thư thôn cho biết, tình hình chúng tôi ở đây tốt hơn chút so với nơi khác, chúng tôi sơ tán kịp thời và chỉ có một vài người bị thương. Ông Trương nói, sau trận động đất, chúng tôi ngay lập tức triển khai cứu hộ cứu nạn, đến tầng nhà giúp sơ tán người già và trẻ em. Sau nửa giờ, mọi người đều được sơ tán đến quảng trường nhỏ trong làng. Tất cả lặng lẽ bên đống lửa nhưng chẳng ai có thể ngủ sau những gì vừa trải qua. Sáng 19 tháng 12, đống lửa vẫn còn rực sáng trong ánh bình minh. Ông Trương nhận được thông báo rằng lều trại và các vật dụng cứu trợ thiên tai khác sẽ được chuyển đến làng. Ông bắt đầu tổ chức dân làng chuẩn bị nhận đồ cứu trợ và dựng lều giả chiến. Đồng thời, các cán bộ thôn tiến hành kiểm tra, đánh giá những mối nguy hiểm tiềm ẩn để đảm bảo an toàn cho tài sản của dân làng. Sau một buổi chiều làm việc vất vả, cán bộ và người dân trong thôn đã dựng 35 lều cứu trợ thiên tai, những người dân bị ảnh hưởng dần ổn định. Khi màn đêm buông xuống, đống lửa bập bùng lại được thắp lên, kèm theo mùi hương thơm của thức ăn. Ông Trương cho biết các cơ quan liên quan đã cung cấp các vật dụng sinh hoạt cơ bản như chăn, giường, mì ăn liền cho các khu tái định cư tạm thời đồng thời điện thức ăn và nước uống tại các khu tái định cư tạm thời được đảm bảo